Xin chào các bạn. Trong cái video trước mình có hướng dẫn các bạn cách kết nối loa Bluetooth LG Xperm Go PL2 với thiết bị di động và laptop, nhưng mình chưa hướng dẫn các bạn cách để nhìn thế nào để các bạn biết được là sạc ở pin ở đâu. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách để mở sạc pin nhé. Loa đây, mình sẽ bật lên cho bạn. Đây, mở sạc pin. Mở sạc pin là các bạn sẽ mở ở bên này. Bên này là bên có nút treo này, thì sẽ không mở bên này, đừng có cố mà cậy đấy nhé, nó sẽ hỏng đấy ạ. Đây, mở bên này các bạn nhé. Đây, nó có đầu mở đây này. Các bạn mở đây, kích vào đây để mở ra này. Đó, các bạn nhìn bên trong luôn. Loa này còn có thả, nó có cả dây AUX này, hoặc là dây sạc này. Đấy, và đây các cái phím này, các bạn có thể cắm tai nghe vào đây nghe được này. Cái tai để kết nối với cả các thiết bị khác này. Bây giờ mình sẽ thử sạc cho các bạn nhé. Khi sạc thì nó sẽ như thế nào. À, mình hôm nay sẽ sạc bằng cái sạc dự phòng luôn, không cần phải cắm vào nguồn gì cả. Đây sạc đây, hướng dẫn các bạn cách sạc dự phòng luôn. Để các bạn biết cái chỗ sạc ở đâu, chứ nhìn đi nhiều khi có nhiều người không biết, nhận này về cứ cậy cái bên này ra sẽ hỏng mất. Đây các bạn nhé, cái đầu này là đầu USB này, các bạn sẽ cắm vào sạc dự phòng. Okay, các bạn sạc cắm vào đây. Đó, ok. Đó, sau đó còn cái đầu này các bạn sẽ cắm vào đây. Đầu của nó sẽ là đầu này, cái dây này, dây này, cái cáp đi kèm của loa các bạn nhé. Các bạn chú ý đừng để mất nhé, mà mua cái này thì cũng tầm vài chục thôi. Các bạn cắm vào đây. Đó, đấy, thế nào đó, cắm vào đây. Nó báo khi là đèn đỏ như này, con em là đang sạc rồi các bạn. Khi nào đèn nó sẽ xanh, con em sạc đầy. Đó. Thông thường cái này, loa này sẽ sử dụng được trong vòng 15 giờ và sạc cũng bạn phải mất thời gian tương đương khoảng tầm 8 giờ như thế. 8 giờ sạc và 4 đến 8 giờ sạc thì nó mới đầy được. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Sàn hàng rẻ.net.